Chào các bạn đang xem video clip, một cái video về kỹ thuật tạo mì. Đây thì tôi đang làm giống như một cái dao hoành thánh. Thì kỹ thuật làm thì rất là đơn giản. Chúng ta sử dụng khoảng là 500g nước với trứng, và chúng ta xài 1 kg bột, và chúng ta cho chút xíu muối vô. Thì chúng ta sau đó chúng ta qua kỹ thuật cán. Thì đây là một cái dòng máy cán mì, thì DHX200 chạy ở trên. Đây là cái ổ cắm điện 220, chúng ta cắm vô. Đây là nút tắt nút mở ha, on off. Đây là trục mì cán ha, thì cái sử dụng này là thép ha, chúng ta xài chúng ta làm kỹ, đừng có dùng nước nhiều quá ha. Rồi thì ở đây chúng ta có một cái lưỡi, nếu mà chúng ta làm mì thì chúng ta có một cái lưỡi này, lưỡi cắt mì. Đây là mì sợi lớn, thì những cái cửa hàng tiệm mì Quỳnh Thánh thì người ta làm mì sợi lớn, mì sợi nhỏ nữa các bạn ha. Đây là trục cắt mì đó. Thì chúng ta qua, sau khi qua cán thì chúng ta gắn trục vô, ra được sợi mì chúng ta kinh doanh được. Thì cái dòng máy này nó tướng rất là tiện dụng, chúng ta có sử dụng cho hiện giờ người ta kinh doanh bánh bao vẫn xài nó, kinh doanh mì sợi vẫn xài nó, mì khuôn khuôn, rồi làm những cái da như da nát cảo, da Quỳnh Thánh đều sử dụng nó, hầu như nó rất là tiện dụng. Thì nó có rất là nhiều dòng, từ dòng nhỏ cho tới dòng lớn. Thì đây là một cái dòng rất là thông dụng ha. Thì cái bột chúng ta trộn thì chúng ta thấy rất là khô, các bạn thấy không? Nhưng mà sau khi chúng ta qua máy thì thấy nó bắt đầu dẻo ra. Lấy cái này cái dao. Rồi chúng ta bật máy lên. Ở đây nó có cái khe là rộng, rồi chúng ta khe hẹp lại. Thì cái da ha, cái khe nè, khe rộng nè, hẹp lại ha. Thì tôi sẽ cắt nhiều viên nhỏ để cho nhiều bạn trải nghiệm. Thì chắc có thể là như đây chắc cũng 6 bạn làm thôi ha. Đây, thì bột ha chúng ta thấy rất là khô. Chúng ta qua máy. Thì chúng ta đang sử dụng cái này là một nửa trứng, một nửa nước. Nếu mà chúng ta muốn cái bột mình nó vàng hơn nữa thì chúng ta sử dụng hết trứng luôn. Ví dụ như xài 500 trứng luôn. Thì tại sao người ta có mì cao cấp và mì thường là vậy? Ví dụ như mì thường mình ăn á, nó có 800 ngàn một giắc à, 800 đồng giắc à. Còn mì đặc biệt á, mình ăn á là 2.000 tới 2.500 giắc. Các bạn đi ăn mà mua mì tươi về nấu tập nấu á ha. Rồi các bạn cứ gấp lại ha. Rồi các bạn coi tôi cán trước thì lát một số bạn ở sau đó tập theo ha. Chúng ta đi qua chút xíu là nó dẻo ra các bạn. Cán mà nó dẻo ra. Hồi xưa cũng có máy quay tay. Bên cái máy nhỏ nhỏ thì bạn theo máy trước đó, dòng trước cái máy này. Rồi trước cái dòng đó nữa là cái dòng mà quay vậy nè. Các bạn biết không, cái máy mì mà nó quay tay nó có cái trục mà đút cái trục vô mình quay thì nó cực hơn, vừa một tay mà vừa bỏ vô mà một tay kia mà phải quay vậy đó. Thì bây giờ một cửa hàng mì Quỳnh Thánh á, người ta bán á, người ta mua cái máy này là đủ rồi, không phải đi lấy mì nữa. Con này thật ba triệu mấy, 4 triệu. Thì đó, hầu hết là bây giờ cửa hàng mì ở Việt Nam là hầu như là người ta xu hướng là người ta làm mì sạch nữa. Thì mì sạch á là thường người ta xài một nửa trứng và một nước, một nửa là nước rau củ. Ví dụ như là 500 nước thì chúng ta xài 250 trứng, 250 như là nước gì? Là dứa, nước gì? Nước cà rốt, nước gì? Đó, những cái nước đó người ta củ dền thì nó hơi độc nha các bạn. Thấy gì chứ, các bạn thấy màu củ dền, cái củ dền mà cho nhiều vô ăn á, nó sinh ra độc tố. Các bạn sẽ cân nhắc một lượng tương đối, nấu súp ở nhà cũng vậy.
đừng có xài ngọt mà cũng dần nhiều quá. Nha, cũng xuống.